lại lựa cũng kiểu của ngoại này. Kiểu ai lựa năm ký cắt chắc mấy ngày đó má. Này là nhiêu ký má? 60 năm rồi, kiểu này 70 rồi à. Còn có 60 rồi. Lụm vô rớt quá trời. Ừ, bao lủng rồi. Này lấy không? Lấy luôn đi. Ba trăm 330 hả? Bịch này 5 ký rưỡi. Bịch đó 5 ký rưỡi không á? Mình bỏ vô không? Mình bỏ vô mình xả nước luôn. Không, ngâm chứ. Ngâm xong bắt đầu để một ngày tao mới rửa lại chứ. À, bước ra mới rửa sạch trắng lại. Em tưởng đâu ngâm cho nó, ủa ngâm cái tro cho nó sạch, ngâm tro cho nó không có cay. Nó cay. À. Má xả nhiều nhiều nó không có văng. Mình ngâm tro làm chi má? Ngâm tro cho cái độ ngầm của nó giảm đi. Quang thấy bà để ít tro. Ờ, chút xíu không được, có người đang ngâm muối hoặc là ngâm vôi ăn trầu nữa. Nó như đây là nó giảm mặn. Bá xả nhiều nhiều á, nó xả cho nó. Xả xong rồi thôi. Phơi xong rồi cắt đầu, cắt đuôi. Cắt đầu, cắt đuôi xong rồi. Phơi làm chi mà? Cho nó dập dập hả? Mình phơi cho nó khô, hẳn hơn. Hẳn hơn mình mới vô hủ mình mới ấy nấu giấm đường. À. Nấu giấm đường mình mới làm cho nó hoàn tất luôn. Nè 5 ký, 5 ký mai lột túi. Rồi bây giờ ít mỗi lần nó làm 10 ký lô. Hồi đó người ta kêu cho người này người kia, giờ giảm bớt. Này củ bự không á? Ừ. Qua cái mình mua lột sẵn củ nhỏ. Cái lột sẵn cái củ nhỏ là nó mua cái đó là nó đủ thứ luôn. Cũng như là nó cắt nó dạng ở không, nó cắt nó dạng ra đó. À. À, 60.000 ký, còn mua lột sẵn là 100.000 ký. Ừ. Nhưng mà kho ra cái củ cái kiệu nó nhỏ thì nó ngon. Mà làm thì nó cực. Nhỏ nó giòn lắm. Hả? Nhỏ nó cái độ cua nó mau, nó mau nó. Mau thấm à? Mau thấm rồi. Còn giòn nó là kiểu kiểu quế. Cái này mình cũng dạng kiểu quế mà nó to rồi. Mà khi mà mua kiểu bóp nó chặt như này, thấy không? Còn cái kiểu mà không chặt á là mình ngâm vậy nè. Nó dọp hết. Nó dễ bị đúng vậy mẹ ấy đó. À. Kiểu người ta trồng đất cát không á. Ừ. Cái này kiểu này như trồng ấy nó có loại kiểu mà nó trà ở Nha Trang nó đem về cát trắng không, làm nó cát nhổ lên nó cái rễ nó cát trắng không à. Cái này nữa.
Mày cắt sát cái đầu quá không? Sát đầu quá nó thấm vô nó dễ bị úng. Nên ở nhà mình cắt nó dễ hơn. Nên ở nhà mình làm nó kỹ hơn không? Giờ rửa lại nước sạch không? Rửa cả rồi ba bốn nước mà, ba nước mà. Không biết không? Con mua ở ngoài á, nó dày nhưng con đỡ nè. Nó còn tẩy trắng cho mình nữa. Nó dùng thuốc tẩy trắng á, để nó bắt con mắt á. Mình làm nhà kỹ hơn. Cái này là nó mới có cắt thôi nhưng không ấy. Nó để trong rổ mình xịt cho nó ra cát. Mình dây mình còn rủ mà còn ấy ba miếng cát nó lắng xuống dưới rồi. Trong rổ mình sắp nó sạch được. Ngâm phèn chua với muối. Rồi mình cắt xong ngâm phèn chua với muối mà. Chi quá. Để cho nó sạch nó trắng bớt cái nồng nữa tại vì mình ngâm cho thay vì ta ngâm cho tới 2-3 bữa mình ngâm có một bữa thôi. Thôi làm cho nó kỹ luôn, nó bảo đảm. Chứ có người ta làm người ta phơi chứ vậy là người ta phơi mình xong rồi đó. Hôm qua là nó xong rồi đó, mình còn ngâm lại. Ngâm một đêm á mà. Ừ, ngâm một đêm. Vậy cô Kiều này làm chắc cũng 4-5 ngày á. Tới đây là 3 ngày. Một ngày ngâm, rửa, ngâm ngày cắt. Cắt xong rồi ngâm phèn với muối này nữa. Ủa cái bữa cắt má trộn chung thôi vậy má? Chung luôn rồi đó, của con nó chung luôn rồi, chung luôn rồi đó. Để ba lộn mẹ nhiều à. Dồn lên nhiều hủ. Này ở ở mấy nước trời lạnh sao phơi được má? Lạnh nó đâu có cái này đâu. Nên nhớ hậu này cái này rồi phong tục ở Việt Nam mình là có nhiều thôi chứ ở ngoài thì chắc nó làm đó đó. Bây giờ mình qua bển thì nó làm sẵn đó, nó đóng thôi đóng gói đó hộp đó chứ nhà đâu làm được đâu. Cái này phơi là phơi ấy mà không có nắng đâu phơi. Xong rồi. Này giờ tới nó ráo xong mình sắp vô hũ không á? Thôi cho nó khô đi. Là mình mới nấu chấm đường. Nấu chấm đường mình mới xếp vô hũ. Mình sắp từng củ vậy em á. Cái hũ nó lớn thì mình còn cái tay mình đưa được, mình xếp nó dưới mình đưa lên hồi nó mình lên cao mình xếp bằng tay.
thấy tôi tốt cái đặc biệt là những cái mô hình đất tôi tốt nông nghiệp đó đó mà nó tan luôn cái sự đồ ra thì có một cái kinh doanh chú ý cùng với chăm lo các sở y tế trong gian để quan tâm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc này xin thì cơ sở này được mấy hũ mà 6 hũ 5kg, 6kg, 6 hũ à. Con mấy cái củ này là mấy cái củ mà của con đó, nó thành chất rồi vậy hết á. Nè, nó thành chất rồi vậy hết trời. Củ má luôn đúng không? Hả? Ngâm nước đúng không? Không, phải rửa lại, phơi lại đó. Con ngồi đi. Ngoài có cái tóc ngộ à. Tôi mở cái nắp nồi ra mở hộp ăn cho con tưởng thấy trắng trắng cái trời nào mà ăn rau mực quá trời ăn gì rau mực xa nó gì nào mình gói bánh chưng mà anh ngày nào gói bánh chưng anh. Dạ đúng rồi vậy à. Ngày nào có bánh chưng. Thì mai mốt mua con. Mai mốt mua vậy nó ngày nào gói để nó biết rồi đó. 27, 28 À bữa đó nghỉ làm. Ảnh à, là dồn ngoại nữa hả? Không mà mình nấu một ngày nó mới chín không mà. Tối là quả tối à. Ôi giờ nấu trên sân thượng ở đâu vậy? Tối 28 thì gói. Nấu sáng 29 thì vừa. Bà ngoại đang xếp mà. Được không? Bỏ vô được không? Để lên à, để lên đây, để trên đây, để trên đây. Để trên đây. Để cao lên. Nó đổ đó. Rồi. Mà bánh chưng bếp ga nó không ngon. Không có ngon nhưng mà củi thì nấu được. Được không? Bỏ vô được không? Củ tỏi. Củ kiệu, củ kiệu. Nó không biết nó củ tỏi. Củ kiệu, nó là sao? Để từng củ thôi, giống bà ngoại kìa, bà ngoại để từng củ kìa thấy không? Bỏ đây. À bỏ vô đây, một củ thôi, bỏ một củ thôi. Đó nè, một củ bỏ vô, đó. Chi xa quá. Sao? Rồi, đây là hũ thành phẩm rồi. Này, đầy bích những củ kiệu. Rồi mọi người được một hũ 6kg củ kiệu. Rồi hy vọng video thì chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Chúc không khí Tết ở gia đình Vinh Lâm TV. Chia sẻ với bà con cô bác xem cho vui thôi nha. Củ hũ có thể để 6 tháng không hư nè. Mới làm rất là đặc biệt.